tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 35. Anthony lái xe đưa Ray lên núi, nơi đây mùa đông vẫn chưa bứt hết những chiếc lá màu đỏ của cây dẻ, cây sồi. Không phải mọi cành dương đều trơ trụi, và trong các vườn nhỏ nơi họ vừa qua, những chiếc lá lớn vẫn còn run rẩy, rền rỉ trong gió chiều hiu hắt. Trong ánh sáng đang mờ dần, anh lại được nhìn Ren. Tóc nàng xõa xuống vai giống như anh hồi tưởng. Đôi mắt nàng mở to, long lanh, hơi xếch lên, vẫn cái kiểu phương đông quyến rũ của ngày xưa, nhưng không biết vì sao trông lại thương mến hơn, dịu dàng hơn, chín chắn hơn những ngày em mới quen biết. Giọng nàng vẫn từ tốn, song không đắn đo thận trọng như xưa. Nàng kể cho anh nghe sự bất hạnh đã giáng xuống gia đình nàng. Nàng hàng hán đã tiêu diệt mọi thứ, bệnh lở mồm long móng sát hại đàn gia súc, và cuối cùng chủ nợ cầm đồ đã tịch thu gia sản để thế nợ. Cha nàng chết trong cảnh khốn khổ, sau đó gia đình ly tán. Mẹ nàng hiện giờ già nua và đau ốm, sống như vợ chồng Joe ở Victoria. Còn Dê sau khi giải ngũ làm việc ở bưu điện Bloemfontein, đổ xong kỳ thi vào đại học, nàng tới Johannesburg học đánh máy tóc ký và tìm được việc làm ở một trong các văn phòng mỏp vàng. Trong chiến tranh, nàng ở ban phụ nữ trợ giúp không quân, cuối cùng lên đến cấp trung quý và giải ngũ, lại trở về với công việc trước chiến tranh. Rồi em lấy chồng, Ren nói. Xe bon qua cảnh lặng lẽ của rừng thông sừng sững, thẳng đứng đang tối dần, và qua những lùm cây trăng bạc đang gật đầu với đêm buông. Nghe điều nàng thổ lộ, Anthony cảm thấy các cơ bắp nhỏ bé ở cổ mình bắt đầu giật giật. Nàng không còn là cô gái ở trang trại anh đã từng yêu, mà đã là vợ của một người đàn ông khác. Tâm trí anh bỗng nhớ đến bức thư cuối cùng gửi cho nàng, và nhớ cái động cơ đã xua khiến anh cầm bút. Anh đã là một thằng ngốc, một thằng ngốc. Hình như em làm anh sửng sốt. Nàng cười sau một lúc im lặng kéo dài. Có lẽ anh làm anh hơi ngạc nhiên. Đáng ra anh nên lái xe đưa em về nhà chứ không lên núi phải không? Nhà em ở tận Johannesburg cơ. Nhưng mà anh hãy kể cho em nghe về anh đi. Anh chưa lấy vợ chứ? Chưa. Sao lại chưa? Năm nay là năm 1949. Anh phải để em xem nào. 28 tuổi rồi còn gì? Đúng đấy. Nhưng anh cũng như em, 5 năm trong quân đội. Anthony nói họ mới của mình. Rồi anh giải thích như vẫn thường giải thích. Nàng không hỏi điều gì, anh kể chuyện học hành, nghề nghiệp và những gì xảy ra trong chiến tranh, rồi nói tiếp. Nghe có vẻ lạ lùng Ren à, chính tối nay, anh đang nghĩ tới bước đi liều, anh định nói gì lạ thế? Thế đấy, đúng lúc đó em xuất hiện và đã cứu vớt anh. Em không hiểu. Anthony đổ xe, chăm tẩu thuốc, kể lại mối quan hệ giữa anh và Shin. Ren lắng nghe chăm chú, Anthony sung sướng vì có người để thổ lộ tâm tình và cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Anh cũng kể cho nàng nghe những ý nghĩ về Henri Bosseman, cả việc anh sợ hãi sự ân cần thân mật giả dối của y. Tuy không biết lý do làm sao, anh mô tả Jean thường xuyên gọi điện cho anh vì những cớ nhỏ nhặt nhất như thế nào, luôn luôn đồng ý với các ý kiến của anh và lắng nghe như uống từng lời từng chữ của anh ra sao. Em đừng nghĩ anh chỉ phô trương thắng lợi của mình, Anthony kết luận. Còn nhiều hơn thế nữa, anh đã nói là em cứu vớt anh, giọng Anthony hạ xuống gần như thì thầm. Em đã làm được một việc rất lớn, nếu tối nay không gặp em, có thể anh sẽ cưới cô ta. Phản ứng của Ren lạnh lùng hơn Anthony mong đợi. Có lẽ em không hiểu được chuyện đó đâu Ren à, Anthony nói nhanh. Cuộc đời anh không phải là một cuộc đời bình thường, anh không thể giải thích được. Với cô gái đó, anh sẽ tìm thấy tiện nghi, yên ổn, thành công vật chất và tất cả những điều quan trọng. Trong đời anh có những sự việc, những bóng đen, em là người duy nhất trên đời này được nghe những điều như vậy của anh. Phải, những bóng đen, anh đang chạy trốn chúng. Trong gia đình Hadley, anh có thể sẽ tìm được một chốn dung thân, nhưng điều đó sẽ có nghĩa là cái phần tốt đẹp trong anh, nếu anh có cái phần đó, sẽ bị tiêu diệt. Anthony nhìn Ren như vẻ vang lơn, nhưng lúc này Ren thật khó hiểu. Em có hiểu anh không? Anthony năn nỉ. Vừa có lại vừa không. Em vẫn muốn biết vì sao anh viết cho em bức thư ấy, dù ngày tháng đã cách xa lắm rồi. Chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ, nhưng rất lạ lùng. Ôi Ren, giá anh có thể giải thích được. Tất cả đều hòa lẫn với bóng đen. Anthony cố kìm mình lại, nhưng lời nói như cứ tuôn ra.
Có lẽ cuối cùng anh sẽ kể cho Ren nghe hết. Anh cầm hai bàn tay nàng, bàn tay lạnh và không có khí lực. Chào ơi Ren, giá mà em biết được, giá mà anh có thể kể cho em nghe mọi điều, chính là vì tình cảm của anh đối với em. Trong mắt Anthony, Ren nhìn thấy nỗi đau khổ sâu xa. Mỗi cuộc đời đều có một bóng đen, một bí mật, một sự không hoàn hảo nào đó, có phải thế không Ren? Ren gật đầu. Anthony lại cùng nàng hồi tưởng đến thảo nguyên nhuốm màu đỏ tía quanh trang trại thở xưa, với mặt trời đang khuất sau ngọn đồi. Họ ngồi trên mặt đất mềm dưới vòm cây. Tâm trí Anthony rối bời, làm sao có thể thổ lộ được với nàng điều bí mật của anh? Giá buổi chiều hôm đó Anthony đã kể cho nàng nghe, giờ nay anh phải đương đầu với điều ấy. Có những bóng đen trong cuộc đời anh, do mẹ anh qua đời, nên con đường anh đi trở nên đen tối vì những bóng đen ấy. Trước đây anh không muốn vì anh mà con đường đời em bị nhuộm đen. Giọng Anthony cao lên, giờ đây em biết không, anh cho rằng bắt người mình yêu phải chịu đựng cái không hoàn hảo của mình là một sai trái về đạo đức. Đó là một dạng của tính ác. Một người đàn ông chẳng bao giờ nên lấy cô gái mình yêu. Vậy xin, anh chưa hề yêu và sẽ chẳng bao giờ có tình yêu. Anh không lo lắng quan tâm đến cô ta. Cô ta có vẻ cần đến anh. Bởi vậy, cô ta sẽ phải tiếp nhận anh cùng với tất cả những cái không hoàn hảo của mình. Anthony cảm thấy hài lòng vì đã nói được điều muốn nói theo cách đó. Nhưng tại sao một trong những sự hoàn hảo nào đó của người đàn ông lại cản đường anh ta tiến lên? Nếu anh ta thực sự yêu một người đàn bà, anh ta phải nghĩ đến tình cảm của người đàn bà nữa chứ. Hơn nữa, trên đời này không có những con người hoàn hảo. Nào Anthony, hãy thừa nhận anh đang nói những điều vô nghĩa đi. Anthony không đáp, anh mở máy ô tô. Hồi lâu cả hai cùng im lặng. Khi họ lại bắt chuyện với nhau thì chỉ là trao đổi về những gì trải qua trong chiến tranh. Cuối cùng họ dừng xe trước một quán ăn bên đường. Họ là khách duy nhất. Anthony giúp nàng cởi áo khoác, vác lên ghế. Họ ngồi bên một bàn con kê ở một góc phòng. Ánh sáng chiếu lờ mờ. Trong khi đó, cái lò sưởi đốt bằng củi kêu tí tách, hắt những bóng dịu dàng lên mặt họ. Anthony liếc nhìn bàn tay Ren. Nàng đang tư lự búng nhẹ điếu thuốc cho rơi tàn. Phải, nàng có thể nói về những cái bóng không hoàn hảo. Con người nàng không có một giọt máu da đen. Em còn vẽ đấy chứ, dần thỉnh thoảng thôi. Năm ngoái em theo học một lớp mỹ thuật. Em sẽ đưa anh xem một vài bức em đã cố gắng vẽ. Nhưng anh Anthony này, em vẫn thắc mắc. Tại sao cần đến em bước vào cuộc đời anh và làm anh thay đổi những kế hoạch bí ẩn thiên về mặt vật chất của anh? Trời đất ơi, Anthony thốt lên, đột nhiên đứng dậy. Anh chợt nhớ là đã hẹn với cô ta tối nay. Ren nhìn Anthony dò hỏi, anh phải đến thăm Jean mà. Ren liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói, 9 giờ kém 15. Anthony xin lỗi, bước nhanh ra khỏi phòng ăn rồi vào phòng điện thoại công cộng. Anh bảo Jean là anh không được khỏe, anh sẽ mang hộp thuốc lá đến cho Jean vào tối hôm sau. Jean thì thầm thân mật bảo cha cô cho biết chiều nay Anthony về sớm hơn thường lệ. Anthony trở lại với Ren, anh tươi cười, ổn cả rồi, cuộc hẹn với Jean đã được hủy bỏ. Lẽ ra anh không nên thế, Ren nói. Em vừa hỏi anh là em đã xuất hiện và ngăn chặn những dự định xấu xa của anh như thế nào. Anthony nhìn gương mặt Ren, nhìn những đường cong dịu dàng trên thân thể nàng và sắc nâu nhạt của mái tóc mượt mà óng ánh trong ánh lửa bập bùng. Ren à, giá mà em biết trong bao nhiêu năm nay anh muốn gặp lại em biết chừng nào. Khá là liều khi nói như vậy với một người đàn bà có chồng. Có phải không nào? Nàng tươi cười, hơn nữa, đó chỉ là chuyện yêu đương trẻ con. Anh không tin rằng em đã có chồng, Ren à. Anthony thốt lên, anh ấy ở đâu? Ai cơ? Chồng em ấy. Ở Johannesburg, vậy em làm gì ở thành phố Cape Town này? Ren im lặng một lát rồi nói, có thể em sắp ly dị. Anthony cảm thấy mặt mình đỏ lên, má có vẻ căng gì hơi nóng đột ngột. Anh không dám nhìn nàng. Mặt đăm đăm nhìn củi cháy trong lò, cuối cùng anh đánh bảo, em bảo em lấy chồng được 3 năm. Nàng gật đầu, và chưa có con. Dần, Anthony im lặng. Thật ra em đến đây để xem thời gian sống xa nhau có giúp vợ chồng em vượt qua những chuyện rắc rối hay không. Vợ chồng em sống với nhau rất căng thẳng, nên cảm thấy có thể thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa hai người. Cuối tháng này, có thể em sẽ về. Chuyện rắc rối gì thế? Anthony cố hỏi một cách thờ ơ, nhưng rõ ràng anh muốn biết mọi chuyện. Anh cảm thấy có gì đó thôi thúc anh cầm lấy bàn tay nàng áp chặt vào tay mình. Anh kéo nàng sát anh hơn. Đối với anh, hình như điều tự nhiên nhất trên đời hiện nay là yêu Ren. Khi còn là một thiếu niên,
Anh đã yêu, nhưng bây giờ khác lắm. Anh cảm thấy như Ren, anh có thể tìm được hạnh phúc mà cuộc đời phức tạp và xáo trộn của anh từ lâu hằng khao khát. Và xét đến cùng, giờ cơn bão thiên kiến đang tụ lại quanh anh càng cần một người có các đức tính hiếm có như nàng. Em không muốn nói chuyện đó vội, Ren trả lời. Có lẽ để đến lần sau, nếu anh muốn chúng ta còn gặp nhau, Anthony à. Anh mỉm cười, anh muốn lắm. Được rồi, nếu thế, chúng ta không được quá lộ liễu. Chồng em ghen kinh khủng, nếu anh ấy biết có một người đàn ông đến với em thì sẽ không đồng ý cho em ly dị đâu. Còn bây giờ chúng ta nên ra về anh à. Củi cháy tí tách khe khẽ, ngọn lửa đang tàn hắt ra những hình kỳ quái nhảy múa trên mặt tường. Anthony giúp nàng mặc áo khoác, rồi bẻ cổ và ve áo vest lên. Họ chạy xe ô tô trong màn mưa lâm râm. Đến nửa đêm họ tới khách sạn. Ren trở lại Sipuan, cách nơi Anthony ở chưa đầy nửa dặm. Anthony đổ xe tắt máy. Anh đã làm chính cái việc mà suốt đường về anh không được làm. Anh đặt tay uống bên người Ren. Nàng đờ đẫn người, một đám mây che khuất vầng trăng làm mặt nàng tối lại, thận trọng kín đáo. Anh bỏ tay ra. Ren lần tìm cửa xe, họ đi qua khoảng đất trống, trèo mấy bậc đá phía sau khách sạn. Một dải ánh sáng từ cánh cửa hé mở hành lang chiếu vào mặt nàng. Không nói một lời, Anthony từ biệt. Ngồi trong ô tô, anh lấy tẩu nhồi thuốc. Nhờ ánh sáng diêm cháy màu vàng, anh thấy mình nhìn trong kính chắn gió và chăm chú nhìn một lát. Rồi với một động tác nóng nảy, anh búng que diêm ra ngoài, lái xe đi. Tối hôm sau, mùi hoa thơm chào mừng Ren khi nàng mở cửa buồng, không có danh thiếp kèm theo. Nàng không ngạc nhiên